EBI, Employment Based Second Preference, là một trong các hạng visa định cư tại Hoa Kỳ. Chương trình EB2 cung cấp một con đường định cư cho những người có bằng cấp cao hoặc có kỹ năng đặc biệt, có ảnh hưởng tích cực đối với lợi ích quốc gia. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về việc xin visa định cư Mỹ theo diện EB2. Yêu cầu chính: 1. Bằng cấp chuyên môn cao. Để đủ điều kiện EB2, bạn cần phải có ít nhất một bằng cấp cao trong ngành chuyên môn của bạn, như bằng thạc sĩ, Master Degree, hoặc bằng tiến sĩ, PhD. Nếu không có bằng cấp, bạn có thể thay thế bằng cách chứng minh rằng bạn có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành trong lĩnh vực của mình. 2. Ưu điểm trong lĩnh vực chuyên môn. Bạn cần phải chứng minh rằng bạn có ưu điểm nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn của mình, thông qua bài báo khoa học, giải thưởng, hoặc các đóng góp xuất sắc khác. Điều này đòi hỏi bạn có tài liệu chứng minh sự ảnh hưởng và tài năng độc đáo của bạn trong lĩnh vực chuyên môn. 3. Ứng dụng có lợi ích quốc gia. Để nộp đơn với diện EB2NIW, hồ sơ của bạn cần phải chứng minh rằng công việc của bạn có ảnh hưởng tích cực đối với lợi ích quốc gia của Mỹ. Điều này thường liên quan đến việc chứng minh rằng công việc của bạn sẽ đóng góp vào lĩnh vực chuyên môn, nghiên cứu khoa học, công nghệ, y tế, hoặc các lĩnh vực khác mà Mỹ đang quan tâm. Quá trình nộp hồ sơ. Đối với EB2NIW, National Interest Waiver, bạn sẽ nộp đơn trực tiếp tại Cục Di trú Mỹ. Trong hồ sơ, bạn cần phải cung cấp bằng cấp, tài liệu chứng minh ưu điểm chuyên môn và hồ sơ ảnh hưởng tích cực đối với lợi ích quốc gia. Việc nộp hồ sơ EB2NIW cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉ mỉ, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu ứng cử mạnh mẽ và thuyết phục cho từng yếu tố điều kiện EB2. Các bước và yêu cầu cụ thể có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể, vì vậy tốt nhất là tìm hiểu thêm thông tin trực tiếp từ cơ quan di trú hoặc tư vấn pháp luật chuyên nghiệp để đảm bảo là bạn hiểu rõ quá trình nộp đơn EB2NIW và được hỗ trợ chính xác trong quá trình nộp hồ sơ.